后悔，那一辈子。怎么着？干一场啊！你们不想打比赛啊？别往那上火是吧？我二十好几年，连个正经工作都没有。你好好好，你别瞎混，看看你现在，找个正经工作吧，行不行啊？说，把全国挑战赛的报名给撤了。싶은 타요. 아저씨 불편해서 처음인가 보네. Kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hóng Chuyện Showbiz. Hy vọng rằng là câu chuyện mà người đồng nghiệp của tôi, đó chính là Én Vàng Khánh Ly, vừa gửi đến cho quý vị qua những thông tin ở đầu chương trình đã mang đến những thông tin bổ ích và thú vị về hoạt động văn hóa, văn nghệ của các nghệ sĩ mà quý vị yêu mến, cả những bộ phim, những dự án sắp được ra mắt. Nhưng ngay bây giờ, hãy dành toàn vẹn thời lượng còn lại để gặp gỡ với nhân vật khách mời của Hóng Chuyện Showbiz ngày hôm nay. Thưa quý vị, phu quân của Én Vàng Khánh Ly. Giới thiệu như vậy để chúng ta cùng chào đón ngay bây giờ, đó chính là một gương mặt trẻ đầy tài năng, đang là nhạc sĩ, giảng viên thanh nhạc, nhà sản xuất âm nhạc. Xin được giới thiệu Đoàn Nhược Quý tại Hóng Chuyện Showbiz. Hello các bạn, mình rất vui khi mà hôm nay được ghé đến với chương trình Hóng Chuyện Showbiz. Và mình nghĩ rằng là có thể ngày hôm nay mình sẽ có những cái chia sẻ, những cái tâm tư tình cảm mà có thể là trước giờ đôi khi chưa được có cái cơ hội để mà bày tỏ với quý vị khán giả. Theo như chúng ta được biết, thường thường mỗi một việc làm gì, một sản phẩm gì nó đều phải có cái chuẩn. Nếu chưa đạt được cái chuẩn thì nó không phải là cái sản phẩm chính thức. Thậm chí nó còn gọi là thử nghiệm, demo. Hay đơn giản là những cái sản phẩm tập dượt, chứ nó không phải là cái sản phẩm chính thức. Anh đang muốn nói về những loại hình âm nhạc như vậy hiện nay trên YouTube. Mà đâu đó người ta vẫn cho rằng là một sản phẩm âm nhạc. Nhưng mà nó chưa đủ chuẩn thì anh không đồng ý là sản phẩm âm nhạc. Thì quý nghĩ như thế nào? Em thì cũng nghĩ khác luôn. Đó, anh thích như vậy. Thật ra em nghĩ như thế này nha, là em vẫn nghĩ rằng góc nhìn chuyên nghiệp, có nghĩa là mình muốn cái sản phẩm nó phải thật sự rất là tốt. Nhưng mà thật sự là nếu mà đặt cái góc nhìn thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn, thì sẽ có những người họ chưa có đủ cái điều kiện để họ tiếp xúc, hay là cái điều kiện để mà thực sự làm ra một cái tác phẩm thật sự tốt. Cho nên là nếu như lúc đó mà họ thực sự họ có đam mê, họ muốn truyền tải cái đam mê của họ, họ muốn mang lại cái giá trị, thì họ có hoàn toàn có thể làm cái việc đó. Và em nghĩ rằng là vẫn có rất là nhiều những bạn nghệ sĩ, kể cả những nhạc sĩ hay những nhà sản xuất, vẫn có thể dành cái thời gian, cái
chất xám và cái sự đam mê của họ để tạo ra những cái ca khúc. Và có những cái ca khúc đôi khi là vì cái sự mộc mạc đó mà nó trở thành những cái tác phẩm nổi tiếng, những cái bài hit. Nói như vậy để thấy rằng với con đường phát triển và trở thành một nhà sản xuất âm nhạc, một giảng viên thanh nhạc và một nhạc sĩ như Đoàn Nhật Quý, nó cũng không phải đơn giản. Và anh thấy được cái sự thấu hiểu ở Quý trong những bạn trẻ đang trên bước đường hoàn thiện để trở thành một người nào đó, một thành phần nào đó của giới âm nhạc. Hồi đó là sao mà mê âm nhạc? Là mê từ hồi trẻ hay là từ một cái cơ duyên nào mà gắn bó với âm nhạc? Thật ra là đúng là mê từ hồi còn đi học luôn á, anh còn cấp 2, cấp 3 á. Thần tượng hồi đó là ai? À, anh Jimmy Nguyễn nè, anh Tô Chân Phong. Mới hôm qua. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là hồi trước cái năm cấp 2 á, khi mà em đi học xong rồi về mấy đứa bạn rủ đi hát karaoke á, là lúc mà đi hát vô là mình hát, có nghĩa là mình bắt chước y chang giọng của mấy anh đó luôn. Mình nghe giọng nào mình bắt chước y chang người đó. Thì hồi xưa khi mà mình bắt chước được càng giống á thì bạn bè nó càng khen. Giống như là mình đầu rô professional. Đến lúc sau này mà khi mà bắt đầu bước vào cái con đường âm nhạc chuyên nghiệp á thì mình mới thấy được rằng là thật ra nghệ sĩ cần cái riêng, chứ không phải là lúc nào cũng phải đi giống người này người kia. Chính xác. Thì em phải mất cũng phải mấy năm sau khi mà đã học mấy năm về nhạc rồi, em mất thêm mấy năm trải nghiệm bên ngoài nữa, em mới hiểu được cái chất riêng nó là cái gì. Và khi mà em mở cái trường hay là em đi theo cái con đường về giáo dục á, là em cũng muốn cái người học viên của mình, cái học trò của mình, họ hiểu được cái chất riêng khi mà họ bắt đầu con đường, để mà họ đỡ mất một cái khoảng thời gian quá dài. Và có những người đôi khi là họ mất cái khoảng thời gian đó rồi họ bị bắt chước người này người kia rồi họ thành công, rồi xong rồi sau đó họ mới phải đi làm lại cái đó, thì nó bị uổng phí rất là nhiều cái quá trình của họ. Cho nên là em quyết định là chọn ngay cái khâu đầu vào. Dạ, đúng để mong muốn là cải thiện ngay cái khâu đầu vào. Dạ. Giống như việc mình đã từng mất quá nhiều thời gian để đi một cái đường vòng, mình trải nghiệm hết. Dạ. Rồi mình mới chuẩn được, thì mình đó là cái tư duy giáo dục sau này. Dạ. Sau này nó đến với em sau. Nhưng mà anh phải đính chính một điều, để trở thành một ca sĩ mình phải có cái riêng chứ không phải là cần cái riêng. Dạ, đúng rồi. Chính cái riêng đó người ta mới nhớ bạn là bạn A hay bạn B hay bạn C. Dạ. Hiện nay điều mà Đoàn Nhật Quý để lại trong lòng của những agency hay là những đơn vị đối tác lại là sáng tác dòng nhạc cho viral, TVC và quảng cáo, thậm chí là dự án Frozen 2, đúng không? Yeah, yeah. Thì những thể loại đều bắt buộc mình phải làm theo cái yêu cầu của người ta. Yeah. Em thì em nghĩ nó sẽ chia ra hai cái, mình tạm thời là hai cái góc độ đi ha. Yeah. Thì đối với em á, là em vẫn rất là muốn được tham gia vào những dự án mà nó có tính áp lực cao. Yeah. Tại vì ở trong đó em bị bắt buộc phải làm những cái mà mình nghĩ rằng những người có chuyên môn hơn họ sẽ ép mình phải làm được cái đó. Ví dụ trong cái dự án Frozen 2, em làm cái phần chuyện gọi là chuyển thể cái phần nhạc lại, với cái vai trò là giám đốc cái phần âm nhạc cho cái bản lồng tiếng. Thì khi mà em làm cái đó, em không nghĩ là em được chọn để mà thực hiện cái version đó, nhưng mà khi mà họ chọn em thì họ cũng sẽ đưa ra những cái yêu cầu. Dạ, và trong cái quá trình em làm, em cũng gặp rất là nhiều những cái áp lực bên trong đó để làm sao cho nó hoàn thiện hơn. Thì em nghĩ là không có lý do gì để từ chối những cái đó, bởi vì nó mang lại cho mình những cái cơ hội mà mình, kể cả trong cái cuộc đời còn lại của mình không biết mình có được bao nhiêu cơ hội giống như chính vậy xác. Để có thể được làm trong những cái dự án chuyên nghiệp với những cái người chuyên nghiệp. Thì em nghĩ rằng là đó là một cái hướng làm, và nó vừa mang lại cho mình những cái cơ hội. Thì song song đó em vẫn spend 50% thời gian của em để mà em dành cho những cái công việc mang tính sáng tạo. Ví dụ bên cái đội ngũ mà em xây dựng á, hiện tại bây giờ em có khoảng 11 producer trong team. Wow. Yeah. Thì 11 bạn này là 11 bạn với những cái style khác nhau, nó đi từ rock cho tới R&B, hip hop, dance rồi các kiểu luôn. Thì như vậy là bắt đầu đạt được đúng cái điểm mà hồi xưa em muốn. Có nghĩa là em không muốn là một cái người mà cứ là người ta nhìn vô nó chỉ bó gọn trong là chỉ chơi rock thôi, hay là nó chỉ là acoustic. Mà em nghĩ rằng là cái khả năng sáng tạo của mình nó có thể vượt ra ngoài những cái giới hạn đó. Và tới bây giờ là riêng cái khả năng của em cộng với lại là cái team của em không còn bị giới hạn trong cái việc sáng tạo đó, thì em cảm thấy nó là một thành quả nhỏ nhoi trên cái con đường mà mình đi, thì nó cũng là một cái sự hạnh phúc rồi. Thật ra có hai cái trường phái như thế này. Một cái trường phái họ sẽ sống chết vì đam mê, dù có nghèo, có giàu, có điều gì đi chăng nữa, miệng họ làm đúng cái điều họ thích thì thôi. Yeah. Cái trường phái còn lại đó chính là có thực mới vượt được đạo. Dạ, yeah, chính xác. Có cái bệ phóng vững chắc, có cái nền móng vững chắc mới nuôi được cái đam mê. Dạ, nếu như họ không có làm ra cái gì để tạo ra được cái nguồn thu á, họ cũng không có tâm trí đâu đúng mà rồi, lo được thể hiện cái đam mê. Thì Quý thuộc cái dạng này. Dạ. Là Quý song song cả hai mặt. Dạ. Phát huy được cả cái kiến thức âm nhạc của mình. Và cái anh rất là thích đó chính là cái thời buổi hiện nay, người ta thường nói là muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Dạ. Đúng không? Chính xác. Thì cách mà Quý đang chọn là tìm những cộng sự giỏi ở những lĩnh vực khác. Dạ. Quý nghĩ gì về teamwork trong âm nhạc?
Thật ra là em là một cái đứa mà ngay từ đầu á là em đã chọn cái hướng đi teamwork luôn. Xem teamwork là một cái cách để mà có thể tạo ra những cái điều mà nó to lớn hơn. Thì cho nên là em cảm thấy rằng nếu như em thật sự có một cái hoài bão lớn, có những cái điều khao khát lớn hơn thì không thể nào em làm cái đó một mình. Và cũng không thể nào mà mình ôm hết cái thành quả về một mình. Thì bắt buộc là phải teamwork với nhau và phải tạo ra những cái chính sách chia sẻ ra cái quyền lợi đó để cho mọi người hiểu và thấy và đi cùng với mình. Khi mà khởi nghiệp là một startup về âm nhạc để mình sản xuất âm nhạc thì cái điều khó khăn nhất của những người trẻ mong muốn khởi nghiệp bằng một startup âm nhạc đó là gì? Ý anh nói là về khởi nghiệp cái startup âm nhạc hay là để đi theo cái con đường về âm nhạc? Khởi nghiệp startup âm nhạc. Là trong cái vai trò của em luôn á đúng không? Chính xác. Thì em nghĩ là trong cái vai trò của em là một cái người khởi nghiệp về startup âm nhạc ở Việt Nam, em nghĩ là cái khó nhất đó là ở Việt Nam chưa có một cái suy nghĩ mang tính hệ thống. Yeah. Về music business hay là một cái ngành công nghiệp âm nhạc. Nói chung có nghĩa là đa phần mọi người ở đây đang bị làm việc theo kiểu đơn lẻ. Chính xác. Có nghĩa là ai cũng muốn quyền lợi về mình. Ví dụ nghệ sĩ đi biểu diễn thì sẽ là nhận cách xê và chỉ muốn là cách xê là về mình hết, không có phải chia cho ai. Rồi những người nhạc sĩ về sáng tác thì sẽ muốn sáng tác ra thì cái bài đó là nó sẽ là sở hữu của mình và cũng không muốn chia sẻ cho ai hết. Cái khó nhất đó là làm sao để mọi người chịu làm cùng với nhau và chia sẻ với nhau. Thì hồi xưa là gần như là em kiếm không được luôn. Có nghĩa là em đã từng làm với lại những người giỏi, những người bạn của em. Tất nhiên bây giờ vẫn là bạn bè, vẫn chơi với nhau. Nhưng mà ở thời điểm đó là không làm việc được với nhau bởi vì cái mindset khác nhau. Thì em chọn một cái con đường khác luôn. Có nghĩa là em đi tuyển học trò. Em đi tuyển những bạn mà đam mê về âm nhạc, kể cả không là học trò của em luôn. Em tuyển về thành nguyên nhóm, có là em train từ đầu, em hướng dẫn từ đầu hết. Thì có những bạn có nghĩa là chịu không nổi áp lực, mấy bạn sụi lại. Có những bạn là đi với em tới bây giờ, thậm chí có một bạn mà em nghĩ là lâu nhất tới bây giờ là đi với em được 7 năm. Có là từ khi mà em bắt đầu đi dạy về âm nhạc là em dạy cho bạn về hát, rồi sau đó em hướng dẫn cho bạn về sản xuất âm nhạc. Thì tới bây giờ bạn trở thành một cái key producer của em luôn. Có nghĩa là những cái dự án nào quan trọng em giao cho bạn lead cái dự án đó. Thì tới bây giờ hiện tại Adam Music của em mà có được một đội ngũ mạnh và có được uy tín trong cái ngành về âm nhạc á, em nghĩ là bởi vì em trao cho các bạn một cái chữ tín. Có là quan điểm của em là gì? Mình nuôi quân không phải là giống như là mình xây cái lồng mình nhốt lại. Mà em tạo ra một cái mảnh đất. Và ở trên đó nó có những cái gì tốt nhất ở đó. Còn khi mà các bạn tới đây mà các bạn cảm thấy nó không tốt, các bạn đi là lỗi của mình. Thì nhiệm vụ của em là làm sao để cho nó ra được một cái mảnh đất tốt nhất thôi. Còn lại các bạn ở lại hay không là quyền của các bạn. Và các bạn được lựa chọn cái đó. Nhưng mà khi mà em làm như vậy thì em cảm thấy là nó hiệu quả đối với lại cái cách em làm. Thì em thấy như thế nào với cái cách làm của những người trong cuộc? Thật ra em nghĩ nó như thế này là tại vì là thường anh em khi mà bắt đầu á thì mọi người thường sẽ bắt đầu dựa trên cái hứng mình muốn làm. Mình muốn làm và đôi khi trong cái quá trình mình làm vì thiếu thốn nguồn lực hoặc là không biết là đang bị thiếu cái gì, không biết phải làm như thế nào, cho nên anh em sẽ làm đại. Ví dụ cái việc mà thỏa thuận với nhau, mà thỏa thuận miệng là cái đó gãy đầu tiên rồi. Là trong làm việc với nhau, kể cả một cái việc nhỏ nhất vẫn nên có một cái văn bản để mình quyết định cái việc đó. Thì khi mà có văn bản mọi câu chuyện nó sẽ khác. Chính xác. Tại vì rõ ràng là thỏa thuận miệng được ra 3 năm sau cũng quên hết ngày hôm đó nói gì. Cho nên là em nghĩ cái đó là một cái sai đầu tiên. Cái thứ hai nữa là mọi người chưa thực sự hình dung ra cái độ phức tạp và cái tầm quan trọng của vấn đề về bản quyền. Chính xác. Bởi vì rõ ràng là ở Việt Nam mình khi nói tới bản quyền mọi người còn nghĩ mơ hồ, không biết nó là gì kiểu vậy. Nhưng mà ở nước ngoài á, bản thân cái việc và sử dụng bản quyền và khai thác bản quyền nó là một cái ngành cực kỳ lớn. Em hay có một số cái chia sẻ với lại mấy anh em làm ngành nhạc. Nói chung là anh em có cái nhà đúng không, đem cái nhà đi cho thuê được thì cái license mà mình sở hữu á, mình cũng có thể đem đi cho thuê giống như mình cho thuê cái nhà vậy. Như vậy xét về vấn đề tài sản á, là nó y chang như nhau. Chính xác. Và ví dụ giống như là đối với một cái ca khúc mà tụi em làm ra đi, nếu như tụi em tạo ra nó và cố gắng làm sao để cho nó phát triển được thì tụi em có thể khai thác được cái ca khúc đó đến tận 50 năm sau khi em chết. Chính xác. Thì cho nên là nó không có lý do gì để mà mình phải làm sai từ đầu để cuối cùng sau này mà mình bị gãy. Và hồi trước cũng có nhiều anh em luôn là muốn làm kênh YouTube làm thế này thế kia gặp em. Thì em chia sẻ ra thế nào nói, ủa sao phức tạp vậy, sao thấy khó. Nó rắc rối về phần nhạc, phần âm thanh, phần hình ảnh. Xong cái họ chọn cái cách đơn giản. Thì em mới nói là nếu làm vậy thì khoảng tầm vài năm nữa sẽ siết cái việc đó. Bởi vì là thật ra là em đã warning cái chuyện là sử dụng AI. Không có cái chuyện mà lách qua được đâu. Tại vì là hôm nay lách được thì sau này cũng sẽ đánh gãy cái việc đó. Nhưng mà anh em vẫn muốn làm, vẫn muốn có được những cái gọi là tiền tươi hay là những cái lượt view hay là subscribe gì đó. Thì cái cuối cùng là có những kênh mấy trăm ngàn subscribe cuối cùng cũng gãy. Cái việc cập nhật kiến thức là việc đầu tiên nhất của những nghệ sĩ Việt Nam mình. Hay thậm chí là những người làm YouTube creator. Đúng không?
cái câu chuyện hôm nay không chỉ riêng về một nghệ sĩ nào hay là một nhóm nào mà dành riêng cho cả cái lĩnh vực giải trí đang dần số hóa của Việt Nam và toàn thế giới. Khi chúng ta số hóa thì chúng ta phải bắt đầu cứ đến một cái vùng đất nào đó hay một cái nơi nào đó đều có quy luật riêng, đúng không? Cho nên là hy vọng rằng qua câu chuyện ngày hôm nay của nhà sản xuất âm nhạc, cũng là giảng viên thanh nhạc, cũng là ca sĩ, cũng là nhạc sĩ Đoàn Nhật Quý, đã phần nào giúp cho quý vị, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ chúng ta, định hình rõ hơn về cái sự chuyển biến của YouTube như thế nào trong thời gian tới, để chúng ta có cái những sản phẩm chất lượng hơn, để đừng đợi đến một lúc nào đó vô tình quét một loạt thế là sụp hết một loạt kênh. Thôi bây giờ nói một câu gì đó tích cực hơn cho những người mà đang hàng ngày hàng giờ suy nghĩ từng ý tưởng mới, ý tưởng sáng tạo để đưa những cái nội dung phong phú hấp dẫn lên trên các kênh social media để có thể giữ được cái sản phẩm của mình trong lòng công chúng. Em nghĩ có một điều mà em tâm đắc từ xưa đến giờ luôn, có nghĩa là âm nhạc được tạo ra là để nó truyền tải tới tất cả mọi người, tới người nghe. Có nghĩa là nếu như là một cái người nghệ sĩ thì cái mà mình quan trọng đầu tiên nhất đó là mình tạo ra âm nhạc hay. Mình tạo ra một cái âm nhạc mà nó có được cái cảm xúc nhiều nhất. Và khi mà mình truyền tải ra bên ngoài, mình hay nghĩ cái đầu tiên là làm sao để cho mọi người nghe và mọi người cảm thấy happy. Và thậm chí mọi người có thể cover, có thích hát gì đó thì mọi người có quyền làm cái việc đó. Chứ đừng có suy nghĩ quá nhiều tới cái việc đó là tôi sẽ được lợi gì về cái này, hay là được có những cái gì đó ABC. Có nghĩa là những cái về lợi ích nó sẽ đi sau cái giá trị mà mình mang ra. Và em hy vọng rằng là cái lớp nghệ sĩ hiện tại và trong tương lai sẽ là những cái người dành nhiều cái thời gian, tâm sức và đam mê của mình để tạo ra một nền âm nhạc mới hơn, chất lượng tốt hơn và với cái giá trị nó nhân văn hơn nhiều. Anh tin chắc rằng việc làm người dẫn đầu rất là khó khăn. Nhưng mà nếu không ai dẫn đầu thì không bao giờ vực dậy cả một cái thế hệ đi sau đó có thể có nhiều cái giá trị cốt lõi hơn. Biết đâu một ngày nào đó gặp lại Đoàn Nhật Quý sẽ là một cái vai trò khác, nó hùng mạnh hơn và nó mang lại nhiều giá trị hơn. Và nói một câu với bà xã nhỉ. Bà xã em hả? Thật ra là em cũng nói nhiều lắm. Nhưng mà chưa bao giờ nói trên truyền thông nhỉ? Em nghĩ rằng là để em có được những cái bước đi vững chãi như ngày hôm nay, đó là một cái sự hy sinh rất là lớn của bà xã em. Trong cái khoảng thời gian 3 năm đầu tiên mà lập nghiệp là 3 năm đó, vợ em phải chăm lo rất là nhiều cho gia đình và chịu rất là nhiều những cái khó khăn. Trời, tại vì là trong 3 năm ruột. Dạ đúng rồi, em không có làm được cái gì để mà phụ giúp được cho vợ hết. Thì em luôn khắc ghi trong lòng và em nghĩ rằng là đó là cái người phụ nữ đã cùng với em lập nghiệp trên cái con đường âm nhạc của em. Cảm ơn Quý rất là nhiều cùng đến đây với anh, với câu chuyện anh tin rằng nó vượt khỏi cái ranh giới của showbiz mà nó còn định hình thêm những cái tư duy mới cho những người làm những sản phẩm giải trí, đặc biệt là với văn nghệ sĩ nữa. Đây, một món quà của Không Chuyện Showbiz là một ngôi sao. Hy vọng là mang đến may mắn. Cảm ơn anh, trời ơi, dễ thương quá, đẹp quá. Nhưng mà Quý ơi, anh tin rằng là với cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay và với những gì mà Quý đang làm, anh tin chắc là Quý sẽ không bao giờ từ bỏ và dừng lại. Tại vì đơn giản, anh biết Quý đang biết mình phải làm gì trên con đường tiếp theo để tạo dựng một cái thương hiệu riêng dành cho mình. Một lần nữa cảm ơn Đoàn Nhật Quý với một cái chia sẻ rất là chân tình, dành không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả một cộng đồng. Một cộng đồng mạnh sẽ tạo nên những sản phẩm chất lượng hơn và một cái thị trường giải trí hấp dẫn hơn trong mắt bạn bè năm châu. Cảm ơn Hiếu rất là nhiều và cảm ơn Không Chuyện Showbiz. Thưa quý vị, đến đây thì có lẽ chương trình Không Chuyện Showbiz sẽ dừng lại ngay tại giây phút này để cho thấy rằng là đâu đó với một người đàn ông làm trong lĩnh vực giải trí và có những cái tư duy mới nắm bắt thị trường, thị hiếu của thị trường thế giới nó cực kỳ quan trọng. Và để đánh động lên cả một nền giải trí số của Việt Nam chúng ta hiện nay cần phải có một định hướng đúng đắn để không xảy ra những tình trạng đáng tiếc nữa. Tôi tin rằng là một câu chuyện giá trị để dành cho quý vị đang theo dõi Không Chuyện Showbiz. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.